Mục 18.2.2 phân giã ma trận. Chúng ta tiếp tục mà ví dụ trước đó có v kép bằng 1, 1 trừ 1 và 2 là ma trận có các cột là vectơ riêng của ma trận A. Ta có cái này. Bằng 1 là ma trận với các giá trị riêng tương ứng nằm trên đường chéo là 1 và 4. 1 2. Từ định nghĩa của trị riêng và vectơ riêng thì ta có là a nhân v kép bằng v kép nhân với thằng e. Va trận m kép là khả nghịch nên ta có phải nhân hai với va chữ kép trừ một. V kép là trận giá trị riêng khả nghịch, đó định thức là không. 1 nhân 2 bằng 2 cộng với 1 nữa là 3. Nên ta có nào? Ma trận A bằng V kép nhân với E nhân với trừ 1. Trong phần tiếp theo, ta sẽ thấy một số kết quả thú vị từ điều này. Nhưng hiện giờ chỉ cần biết rằng tồn tại phân giải như vậy nếu ta có thể tìm được tất cả các vectơ độc lập tuyến tính để ma trận V kép là khả nghịch.